Hồi xưa nó sợ em chứ bây giờ chắc tại em sợ thằng đó. Em khủng không? Mà nó nhất quỷ gì mà thứ ba học trời. Bây giờ nó quậy. Hôm nay là nó biểu tình, nó không có hồng. Bây giờ em thấy xưa mà còn xa sao nữa. Nó tả xung mũ đột mấy thầy trò.